Ok, xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đem đến lại một chương trình của Lazada. À, mình thì là tranh thủ những cái đợt này tìm những cái món ngon để mà chia sẻ với người. Ở đây mình đang có chiếc Honor Band 5. Thì con này thì các bạn cũng chẳng có lạ gì về nó và các bạn đã tìm kiếm được rất nhiều thông tin thì ở đây mình đã có luôn. Mình bấm vào mình xem. Đây là một sản phẩm có mức giá là 799.000 nhưng vào ngày 9 tháng 9 thì nó sẽ được sale với mức giá chỉ còn là 599.000 được xem là đối thủ trực tiếp với lại chiếc Mi Band 4 ở thị trường Việt Nam bóc cái miếng giá này và chúng ta sẽ xem xem là với con này thì chúng ta có nên mua nó hay không Rồi ok, điểm đầu tiên với chiếc Honor Band 5 thì mình cũng thấy là nó có một cái màn hình màu rất là rực rỡ, đẹp. À, đây là màn hình cong 2.5D, có mật độ điểm ảnh là 282 PPI, màn hình là AMOLED. Tại sao lại là màn hình AMOLED? Bởi vì màn hình này chúng ta có khả năng hiển thị ngoài trời tốt, dễ nhìn, màu đen sâu, thành ra là cảm giác của nó là không bị viền màn hình quá dày. Tất nhiên là vẫn có một cái phím điều hướng nằm ở đây Phím này là phím chính trở về phím home Và các thao tác các bạn chủ yếu là dựa vào cái phím này Giao diện màn hình chủ của nó sẽ có bao gồm hiển thị mặt đồng hồ Các bạn có thể lựa chọn là nhiều mặt đồng hồ khác nhau Bằng cách là chúng ta cài đặt một cái phần mềm quản lý ở trên điện thoại di động Phần mềm này sẽ có tên là Huawei Health Tức nghĩa là sức khỏe các bạn Đây các bạn sẽ bấm vào đây Nó sẽ có ra phần mềm là Honor Band 5 Và các bạn sẽ có thể thấy là các cái thông tin về các cái này các bạn thể cài đặt như là lắc để chuyển màn hình này, giơ cổ tay lên là sẽ bật màn hình tự động cập nhật cho chúng ta báo cáo về thời tiết, à, hẹn báo thức, à, chế độ luôn luôn theo dõi nhịp tim để chúng ta có thể xem xem nhịp tim của mọi người như thế nào, cảnh báo nếu mà nhịp tim cao thì nó sẽ tự động là thông báo và cũng như là nhắc nhở ta vì cái việc như là có thể là chúng ta bị bệnh yếu tim, đau tim vân vân. Ngoài ra thì phần mềm này cập nhật liên tục như số bước chân, calo, quãng đường các bạn đã di chuyển trong ngày và một phần mềm nữa là Huawei TrueSleep phần mềm này sẽ theo dõi cái giấc ngủ chúng ta và phân tích về giấc ngủ để xem xem là chúng ta có một chất lượng của giấc ngủ tốt hay không tóm gọi lại đây là một thiết bị chuyên về sức khỏe các bạn hiểu chưa chưa hiểu xem tiếp video được rồi và mình vừa nhận được một cái thông báo các bạn thấy là điện thoại đã rung lên và có một cái hiện ra là cô chủ À cô nhỏ là người đã gửi cho mình một cái tấm ảnh và đây là cái chức năng không thể thiếu của những cái vòng đeo tay thông minh là cho phép ta nhận những cái thông báo từ những cái phần mềm của điện thoại di động đây ví dụ như là group công ty mình đang bàn tán về một cái vụ là nổ cái gói hàng gửi vận chuyển sợ vãi loành cái gì đấy thằng Dũng nha ở đó giờ chả có chuyện gì không thể không xảy ra đấy và đọc tiếp tin khác này đấy các bạn thấy là chúng ta có thể đọc những cái thông tin này khá là nhiều chúng ta có thể bấm vào ví uh, dụ như là cô nhỏ vừa nhắn tin là có gái không Đấy, như vậy là đi tay vị mà các bạn phải hỏi xem có gái không bạn bấm vào đây nó sẽ có số lượng của tin nhắn chúng ta chưa đọc và các bạn có thể thấy là có rất nhiều cái chúng ta đọc được uh, cái này phông chữ tiếng việt thì không bị lỗi dùng một cách bình thường luôn của mi band thì gần đây cũng đã được cập nhật phiên bản mi band 4 là có thể xem được tiếng việt bình thường rồi nói chung là cái này thì đồng đều với nhau phản hồi của nó thì không quá nhanh các bạn thấy là mình bấm và từ từ mới lên màn hình là điểm chung mà tại vì giá rẻ thì có biết làm sao được đây là cái mà hiển thị số bước chân calo mà các bạn đã tiêu thụ trong ngày rất là bình thường không có gì đặc biệt à, mình sẽ xem tiếp nó sẽ có đo nhịp tim với chế độ đo nhịp tim liên tục sẽ giúp cho chúng ta biết được là các cái trạng thái về sức khỏe nhịp tim các bạn có vấn đề gì hay không và như mình đã nói thì mọi người có thể vào phần cài đặt các bạn có thể à, để chế độ là cảnh báo nhịp tim nếu mà quá 130 nhịp trên một phút thì nó sẽ cảnh báo cho chúng ta để biết là tình trạng sức khỏe chúng ta là có vấn đề và điều này cho thấy là tim chúng ta thì nên đi khám bệnh và tất nhiên không chỉ dừng lại ở đó đâu nó có một vài tính năng khác liên quan đến sức khỏe cho mọi người xem nó còn cảm biến đo mức SPO2 và nồng độ oxy trong máu mình không quá rõ về cái này nhưng nói chung là những cái gì liên quan sức khỏe thì nó đều làm được và còn nữa như là cái phần uh, cài đặt thì nó sẽ hiển thị các cái ngôn ngữ ở đây khi các bạn mua về nó chỉ có tiếng tàu nhưng các bạn chỉ cần cài được cái phần mềm Huawei Health ở trên cái chiếc điện thoại và Connect cô thành công với chiếc Honor Band 5 này thì nó tự động nhảy về tiếng Việt cho chúng ta luôn nhé Mọi người lưu ý cho mình Chứ không phải là các bạn mua tiếng Tàu về thì nó sẽ chỉ có tiếng Tàu đâu Và tất nhiên nó sẽ còn có khả năng rèn luyện các chế độ luyện tập thể thao Chạy bộ trong nhà, ngoài trời, khám phá hồ bơi, luyện tập tự do Khi các bạn bơi bướm thì phát hiện là bơi bướm Các bạn bơi ốc là cái kiểu bám vào thành thì nó sẽ hiện lên là các bạn đang bơi ốc Và có tính năng điều khiển từ xa, tìm điện thoại rồi cũng như là chụp ảnh về cái thiết kế của cái uh, Honor Band 5 này thì nó có cái dây dây đeo của nó là bằng cao su rất là thân thiện mềm dẻo đeo không sợ bị cấn hay đau tay rung lên khi nhận có thông báo với các cái cảm biến ở dưới này đấy và cái này thì không giống như là mi band 4 là nó bóc cái ruột ra cái này nó sẽ kèm cả dây như này luôn và vậy nên mà các bạn mua thì nhớ lựa chọn màu chứ còn mình nghĩ là thay thế dây thì mất công mua thì chúng ta sẽ tốn thêm chi phí với các bạn lựa chọn luôn nó có 3 màu thì chúng ta nên chọn từ đầu về sạc thì dây sạc của nó khá thú vị các bạn nhìn thấy là cái nam châm hút và các bạn sẽ đặt nó vào Đấy, nó sẽ kẹp vào và chúng ta sẽ bắt đầu sạc thôi thì cái này pin của nó là có thể sử dụng uh, chờ là lên tới 14 ngày các bạn chỉ xem giờ nhưng mình nghĩ là như thế cũng khá là ổn rồi cho chúng ta có thể sử dụng ngoài cái sản phẩm Honor Band 5 này được bán vào cái ngày 9 tháng 9 với mức giá rất là tốt thì mình sẽ còn một số món phụ kiện khác như là loa vung tv thì cái này là loa hình cái TV cái này thì được bảo hành 12 tháng chính hãng Giá của nó là 1 triệu 550 nghìn Thì uh, các bạn có thể truy cập vào link bên dưới để mà mua Như vậy là có hai món này thì mình có lựa để cho các bạn có thể mua Một cái Honor Band 5 Giá chỉ 599 nghìn Mức giá rất tốt để bạn nào có thể lựa chọn Thay cho cái chiếc uh, Mi Band 4 Nếu các bạn không thích sản phẩm của Xiaomi Hoặc không thích thiết kế của nó hơi nữ tính Cái này thì nam tính hơn Và một cái loa rất là độc đáo và lạ mức giá của nó sẽ là 1 triệu 550 nghìn Các sản phẩm này thì các bạn sẽ có một cái voucher giảm giá nữa cơ Và mình sẽ để link mua Thái bên dưới mọi người thử truy cập và nó sẽ bắt đầu sale vào ngày 9 tháng 9 này Anh em nghĩ sao về những cái món sản phẩm này các bạn đã dùng hay chưa Comment bên dưới Riêng loa này mình đã review các bạn thể xem lại Đẹp hay độc lạ nhưng mà nghe thì không xuất sắc Chỉ để trục bày và quay video thôi Để các bạn có video lần sau Nhớ mua ở link bên dưới để ủng hộ mình kiếm tiền đấy các bạn